Thanh xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất hân hạnh được chào đón các cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Cô Trang Miền Tây. Các bạn ơi, hôm nay thì Trang sẽ sử dụng cái nước uống saffron, tức là nhụy hoa nghệ tây nha mọi người. Thì sau đây Trang sẽ ngâm cái nhụy hoa nghệ tây để Trang uống, và tiện thể thì Trang cũng xin chia sẻ đến mọi người cái công dụng cũng như những cái thành phần có trong nhụy hoa nghệ tây. Xin mời các cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi với Trang nha. Đây là Trang có một cái ly thủy tinh. Đây là một cái nhụy hoa nghệ tây của Trang nè. Trang khui nha. Trang có nhiều loại lắm nha mọi người. Trang có 3 loại, nhưng mà hôm nay Trang chỉ khui để sử dụng một loại thôi. Các loại khác thì cũng từ xuất xứ từ Iran thôi. Thì Trang nghĩ cái nó cũng đều tốt như nhau, nhưng mà do là nó nhị nhị nó có nhiều loại kích cỡ như mọi người, nên là cái giá nó cũng rất là khác nhau. Ví dụ như nhị mà nhỏ thì nó sẽ có giá nhỏ, còn nhị mà to thì giá của nó sẽ hơi to hơn nhé mọi người. Thì ở đây Trang không có tiện nói giá, nên là Trang chỉ nói vậy thôi cho mọi người biết thôi. Rồi nếu mà mọi người có muốn tìm hiểu thêm thì sẽ inbox cho Trang. Làm rất là kỹ luôn, cũng khui mà lấy ra được một cái lọ nhụy hoa nghệ tây cũng cần ai. Đây là cái chai nhụy hoa nghệ tây ha mọi người. Chai này là chai loại nhỏ thôi, còn cũng có chai loại lớn. Đây, Trang sẽ chế ra đây khoảng 200ml nước. Nước này Trang đã nấu sôi rồi, Trang để hơi ấm ấm nha mọi người. Thì với một cái ly nước như thế này thì Trang sẽ ngâm từ 5 đến 7 cái nhụy hoa thôi ạ. Nhụy hoa nghệ tây này thì mình uống nó có liều có lượng nha mọi người. Không có liều lượng chứ không phải muốn uống nhiều uống ha. Thì hôm nay Trang sẽ ngâm là 7 nhụy. Rồi, 7 nhụy nha mọi người, để từ từ cho nó ra màu. Cái nhụy của nó thì màu đỏ ha. Màu đỏ, nhưng mà khi chúng ta ngâm ra nước thì nó sẽ có nước màu vàng. Trong khi chờ đợi cái nhụy hoa nghệ tây nó ra màu, nó ra nước để Trang uống, thì Trang xin chia sẻ đến mọi người công dụng và cái thành phần trong nhụy hoa nghệ tây. Thì trước tiên Trang xin chia sẻ cái nhụy hoa nghệ tây là gì. Tức là cái hoa nghệ tây nó có tên khoa học là Crocus sativus, tức là tên tiếng Anh nó là saffron. Là một loài thực vật được tìm thấy nhiều ở quốc gia Iran và các quốc gia khác như là Ấn Độ nè, Tây Ban Nha nè, Hy Lạp và các quốc gia có khí hậu nóng, khô. Thì nhụy hoa nghệ tây được cho là có sức mạnh thần thánh trong hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp. Nhưng mà cách uống nhụy hoa nghệ tây như thế nào thì đúng, đủ và hiệu quả nhất thì cùng tìm hiểu với Trang ạ. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái thành phần có trong nhụy hoa nghệ tây. Trong đó nó gồm có những gì mà nó được gọi là thần dược như vậy. Thì chúng ta trước tiên Trang sẽ giới thiệu đến mọi người, trong nhụy hoa nghệ tây nó có rất là nhiều vitamin, tức là sinh tố đó mọi người. Nó gồm có retinol nè, acid retinol nè, rồi retinol nè, và các chất như là carotenoid nè, rồi tiền vitamin A. Thì nó giúp bảo vệ da, nó giúp là làm cho da mềm nè, tái tạo da nè, đàn hồi da và chống lão hóa da. Ngừa mụn nữa nè, kiểm soát được cái chất nhờn cho da. Rồi trong đó thì nó còn có B1, B2, B3, B6, B9, giúp loại bỏ độc tố cho da. Rồi còn có vitamin C nữa nè, nó đẩy nhanh cái quá trình hình thành collagen nữa đó mọi người. Khoáng chất thì bao gồm là mangan, sắt, kali, magie, rồi các loại chất khác như là bicrorosin, safro và coin.
Đó là những cái thành phần của nhụy hoa nghệ tây. Các bạn ơi, các bạn biết không, các thành phần mà có trong nhụy hoa nghệ tây đó nó rất là đa dạng, nó rất là tốt, rất là phong phú. Bởi vì thế mà người ta mới gọi nhụy hoa nghệ tây đó à, một cái thức uống thần thánh ha. Và cái nhụy hoa nghệ tây này nó còn được mệnh danh là vàng đỏ nha mọi người, tức là nó đắt như vàng mà nó có màu đỏ, gọi là vàng đỏ. Thì cái thành phần chủ yếu của nó là gồm có vitamin như là retinol nè, acid retinol nè. Thì cái thành phần chính có trong nhụy hoa nghệ tây đó là vitamin, tức là sinh tố nha mọi người. Khoáng chất thì gồm có mangan nè, sắt nè, kali nè, magie nè, và các loại chất khác như là rosin, sulfuro và coin. Thì cách dùng của nhụy hoa nghệ tây thì chúng ta có thể dùng từ 5 đến 7 sợi thôi, cho vào nước ấm nha các bạn, ngâm khoảng 5 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng. Nếu mà các bạn nào thích sử dụng ngọt thì chúng ta sẽ thêm đường, thêm mật ong, thêm sữa tươi, hoặc là chúng ta uống với trà hoa cúc à, tùy theo sở thích của mỗi người đó các bạn. Còn cách dùng thứ hai thì chúng ta có thể làm thức ăn, như là chúng ta ngâm cái nhụy hoa nghệ tây nó ra nước, rồi chúng ta lấy nước đó chúng ta nấu cơm đó các bạn. Nấu cơm thì mình ăn trong cơm nó, cái thành phần nó thì nó cũng có như mình uống thôi, nhưng mà trong cơm nó sẽ có cái màu vàng đẹp và nó sẽ có mùi thơm đặc biệt. Còn tác dụng của nhụy hoa nghệ tây thì nó có đến 12 tác dụng. Tác dụng thứ nhất thì hỗ trợ cải thiện cái giấc ngủ, rồi cải thiện trí nhớ, cải thiện chống trầm cảm, rồi chống hành kinh, rồi chống những người tiền kinh nguyệt như mọi người, rồi phòng ngừa các bệnh về tim mạch, rồi cải thiện thị lực. Bên cạnh đó thì saffron nó còn có cái tác dụng là làm đẹp đó mọi người. Chúng ta có thể dùng cái xác của saffron để chúng ta đắp mặt nạ, rồi chúng ta tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết thì chúng ta dùng không phải là xác của saffron không nha mọi người. Cái xác của saffron thì nó không đủ để chúng ta đắp lên cái mặt đâu, mà chúng ta kèm nó với lại sữa chua, hoặc là chúng ta kèm nó với lại dầu ô liu ha. Nó cũng có tác dụng là làm mờ thâm nám. Saffron nó còn có cái công dụng là giảm rụng tóc nữa nha mọi người. Rồi làm chậm cái quá trình lão hóa và cho một cái làn da mềm mại, vì nó có vitamin A đó mọi người. Cái liều dùng mỗi ngày thì chúng ta chỉ được sử dụng từ 0,1 đến 0,15 gram mỗi ngày. Nếu quá liều thì chúng ta sẽ gây chóng mặt nè, khô miệng nè, đau đầu và buồn nôn, tức là chúng ta không được sử dụng quá liều. Còn những cái trường hợp mà chống chỉ định, tức là không khuyến khích sử dụng, như là phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ cho con bú, rồi những người rối loạn lưỡng cực, rồi những người có huyết áp thấp, rồi những người mắc bệnh tim mạch, và những người dị ứng với các loại thức ăn thuộc loại lúa mạch. Tập đoàn FDI của Hoa Kỳ kiểm nghiệm và nghiên cứu thì saffron nó có rất là nhiều cái công dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người. Tuy nhiên thì chưa có tìm thấy cái tác dụng phụ nào cho sức khỏe của con người, nên là chúng ta sử dụng thì cũng rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà tuy nhiên thì cũng tuân thủ theo đúng liều lượng ha, để đảm bảo có một cái sức khỏe tốt, dẻo dai. Thì hồi nãy giờ Trang ngâm cái saffron chúng ta nó có ra cái màu rất là đẹp không? Màu rất là đẹp nha. Vậy Trang sẽ uống nó nha. Như là một loại trà bình thường thôi mọi người. Nó không có cái gì đặc biệt hết. Nó thơm, có mùi thơm như là một cái loại trà hoa cúc hay là trà lài vậy đó, mà nó không thơm bằng lài. Thơm lắm mọi người. Cái phần chia sẻ về cái công dụng, cách dùng cũng như các thành phần của saffron đến đây là hết. Sau đây là đến phần trả lời câu hỏi nhận quà nha mọi người. Trước khi đọc cái câu hỏi của video lần này thì Trang xin công bố cái kết quả trúng thưởng của video, hai video trước. Một cái video trước đó nữa thì Trang hỏi rằng Điền Văn có tên khác là gì và ai đã mang nhân nghĩa về cho Điền Văn, và video số mấy.
Thì bạn Nguyễn Hảo Chu của chúng ta đã trả lời chính xác câu hỏi đó. Điền Văn có tên khác là Mạnh Thượng Quân, và Phùng Hoang đã mang nhân nghĩa về cho Điền Văn. Câu hỏi của tuần kế tiếp theo thì có câu hỏi là: siêu thực phẩm trên kênh của Trang Miền Tây là gì và video số mấy? Thì bạn Thu Phạm của chúng ta đã trả lời chính xác câu hỏi là siêu thực phẩm là hạt chia và video số 33. Chúc mừng hai bạn Nguyễn Hảo Chu và bạn Thu Phạm đã trả lời chính xác câu hỏi của hai tuần vừa rồi. Trang xin chúc mừng hai bạn và xin nhắn đến hai bạn là hãy cung cấp cho Trang cái thông tin về những địa chỉ nhận quà, số điện thoại và cho Trang biết các bạn nhận món quà gì để Trang gửi cho các bạn. Trước khi đọc cái câu hỏi của kỳ này, Trang xin thông qua lại cái danh sách quà để các bạn tiện theo dõi và tiện chọn quà cho mình. Món quà thứ nhất là một chai collagen, tức là collagen nha mọi người, collagen số 1. Số 2 là một chai vitamin B hỗn hợp. Số 3 là một cái cạo vôi răng, cạo cao răng bằng điện. Số 4 là một chai vitamin E dưỡng da làm xe khích lỗ chân lông. Số 5 là một hộp sữa Ensure của Mỹ. Số 6 là một chai dầu nước xanh 36ml. Số 7 là một chai kem chống nắng 110 độ SPF. Số 8 là một lotion dưỡng thể. Số 9 là một Wi-Fi extender. Số 10 là một chai calcium hỗ trợ chống loãng xương. Số 12 là một chai glucosamine. Số 13 là một cái bàn chải đánh răng bằng điện. Số 14 là một cái bịch hạt nêm, nấm rơm và nấm đông cô. Trên đây là 14 món quà của Trang sẽ gửi tặng một trong 14 món quà đó cho bạn nào trả lời chính xác câu hỏi kỳ này của Trang và trả lời nhanh nhất. Câu hỏi kỳ này của Trang như sau: trên kênh cô Trang Miền Tây có nhắc đến một cái địa danh nổi tiếng trong lịch sử, đó là địa danh Rạch Gầm Xoài Múc. Vậy địa danh Rạch Gầm Xoài Múc được cô Trang Miền Tây nhắc đến trong video số mấy? Trang xin mời các bạn hãy vào xem kênh của Trang ha, rồi trả lời câu hỏi để Trang tặng quà cho các bạn cho vui. Bởi vì khi Trang tặng quà cho các bạn thì Trang rất là vui. Các bạn ơi, các bạn hãy vào xem và cổ vũ, giới thiệu cho những người thân trong gia đình của mình hãy vào xem kênh của Trang Miền Tây, rồi comment bình luận để được những món quà rất là có ý nghĩa và có giá trị ha mọi người. Tức là vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần, kênh của Trang Miền Tây sẽ phát sóng định kỳ vào khung giờ đó. Xin mời mọi người hãy cùng vào xem và ủng hộ cho Trang. Nhân tiện thì cho Trang xin một like, một đăng ký kênh và một nút share để kênh của Trang Miền Tây ngày càng có được nhiều lượt view. Đó là niềm vui của Trang. Trang xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn thời gian qua đã xem video và ủng hộ cho Trang. Đến đây thì Trang xin kết thúc video. Kính chúc các cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Trang xin trân trọng cảm ơn và thân ái kính chào.